Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin số và công nghệ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thanh Hóa đẩy mạnh số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Lượng sản phẩm xuất khẩu và bán ra từ Việt Nam trên Amazon tăng 300% trong 5 năm. Hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội Thưa quý vị và các bạn, số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính là quá trình chuyển đổi thông tin đang được thể hiện trên giấy trong hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính sang dữ liệu điện tử. Việc thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã đem lại nhiều tiện lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp và cả các cơ quan quản lý nhà nước. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đang duy trì và thực hiện 982 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 720 dịch vụ công trực tuyến một phần tất cả các dịch vụ công đã được cập nhật trên đường link trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, được công khai và kết nối với Cổng Dịch vụ Công của tỉnh theo quy định. Toàn bộ 100% hồ sơ thủ tục hành chính do Cơ quan Hành chính Nhà nước tiếp nhận giải quyết, được công khai tiến độ, kết quả giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Để có được kết quả này, các địa phương đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đầu tư các máy móc thiết bị và hệ thống mạng Internet đảm bảo chất lượng. Đội ngũ cán bộ công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và quán triệt tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Công ty công nghệ đa quốc gia Amazon cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam đã mở rộng phạm vi kinh doanh quốc tế với số lượng sản phẩm xuất khẩu và bán ra trên nền tảng thương mại điện tử của công ty này tăng 300% trong 5 năm qua. Theo Amazon, thương mại điện tử Việt Nam đang cho thấy tiềm năng to lớn thông qua các sự kiện như diễn đàn thương mại điện tử thúc đẩy một môi trường nuôi dưỡng sự đổi mới, trao quyền cho các doanh nghiệp. Từ đó, có phần nâng cao vị thế toàn cầu cho hàng hóa thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế. Thương mại điện tử xuyên biên giới là một trong những trụ cột quan trọng được chính phủ Việt Nam quan tâm trên hành trình thúc đẩy xuất khẩu. Trong đó, việc tạo môi trường xây dựng các mối quan hệ hợp tác kinh tế, nắm bắt quy trình vận hành trên nền tảng số và hiện đại hóa hoạt động thương mại góp phần không nhỏ đến cơ hội mở rộng thị trường. Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam vừa công bố tiêu chuẩn cơ sở về yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Các yêu cầu về tiêu chuẩn các sản phẩm dịch vụ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng gồm 5 nhóm yêu cầu là tài liệu, tính năng, tính tuân thủ và đặc thù Việt Nam, yếu tố an toàn thông tin của sản phẩm và hiệu năng xử lý. Các yêu cầu cũng là căn cứ cho việc đánh giá chất lượng sản phẩm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Theo kế hoạch, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam sẽ tiếp nhận hồ sơ đánh giá sản phẩm dịch vụ bảo vệ trẻ em trên mạng đáp ứng theo tiêu chuẩn cơ sở trong tháng 7 và tháng 8 năm 2024. Dự kiến sẽ công bố các sản phẩm đạt tiêu chuẩn đợt đầu tiên trong tháng 11 năm 2024 tại sự kiện Ngày an toàn thông tin Việt Nam năm 2024. Thông tin từ Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, mạng 2G được tiếp tục sử dụng sau ngày 16 tháng 9 năm 2024 tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK. Theo lộ trình tắt sóng 2G kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2024, các nhà mạng sẽ không cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn 2G trừ trường hợp cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao kết nối vào mạng 2G cho mục đích truyền, nhận dữ liệu giữa thiết bị với thiết bị hoặc cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà Giàn, DK. Hiện cả nước có khoảng 2 triệu người khai thác, đánh bắt và làm các dịch vụ trên biển của Việt Nam, trong đó khoảng 70.000 ngư dân đánh bắt xa bờ. Những người có nhu cầu liên lạc với đất liền và giữa các tàu trong nhóm với nhau để phối hợp đánh bắt cá. Ngoài ra, họ cần cả những thông tin về dự báo thời tiết, tìm kiếm cứu nạn để chủ động đối phó với thiên tai địch họa. Thực hiện chỉ thị số 21 của chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, các cấp ngành địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước. Hoạt động này không chỉ góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, mà còn bảo đảm việc chi trả cho các đối tượng kịp thời, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nhận thức rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh và huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Yên Định đã cập nhật điều chỉnh bổ sung thông tin đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội tại cơ sở và phần mềm quản lý, đảm bảo 100% dữ liệu cần thiết phục vụ hoạt động quản lý thông tin về đối tượng chính sách của thị xã đã được số hóa, khai thác, sử dụng hiệu quả. Đồng thời phối hợp với các xã, thị trấn thành lập các tổ công tác xuống tận các thôn, tổ dân phố để hỗ trợ người dân mở tài khoản ATM cho người dân. Đối với lĩnh vực người có công thì cái hồ sơ nó được lưu cái, cái thời gian nó khá là lâu và có những cái thủ tục là nó uh, mờ. đấy cho nên là cái việc này là nếu như mà cái các cái cơ sở kỹ thuật nó không được tốt thì cái việc lưu giữ nó cũng sẽ là khó khăn. Tuy nhiên là nếu làm tốt được cái việc này thì việc tra cứu rất là thuận lợi cho người dân sau này. Huyện Triệu Sơn hiện có 8.062 người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, thực hiện đề án 06 và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức truyền thông vận động người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua atm hoặc ví điện tử theo đó tại các điểm chi trả nhiều người lĩnh lương hưu đã có tài khoản ngân hàng nhưng lại chưa đăng ký nhận lương qua tài khoản cá nhân đã được cán bộ chi trả hướng dẫn tuyên truyền vận động hỗ trợ thực hiện đăng ký với mục tiêu để người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội nắm bắt thông tin hiểu rõ được quyền lợi tiện ích của mình khi đăng ký nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống atm mỗi cán bộ bảo hiểm xã hội huyện đã tích cực tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn huyện cũng như chia sẻ các thông tin truyền thông trên các trang mạng xã hội như zalo facebook tại mỗi điểm chi trả đều có cán bộ bảo hiểm xã hội phụ trách phối hợp cùng nhân viên bưu điện nhân viên ngân hàng và công chức văn hóa xã hội vận động nhân dân toàn bộ cán bộ viên chức ở cơ quan bảo hiểm xã hội Triệu Sơn đã đến các điểm chi trả trong địa bàn huyện Triệu Sơn để tuyên truyền vận động nêu lên những cái lợi ích thiết thực trong việc chi trả lương hưu không dùng tiền mặt cho người dân và được các người người hưởng người thụ hưởng bảo hiểm xã hội đồng tình ủng hộ. Đến thời điểm này thì bảo hiểm xã hội Triệu Sơn đã có gần 800 người đăng ký chuyển lương qua tài khoản ATM. Trước đây hàng tháng, bà Vũ Thị Thâu, phố Tô Vĩnh Diện, thị trấn Triệu Sơn phải mang sổ ra nhà văn hóa để nhận tiền lương hưu hàng tháng. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 năm nay, bà đã đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng. Việc lĩnh lương hưu qua tài khoản ngân hàng đã đem lại cho bà rất nhiều lợi ích, vừa nhanh vừa an toàn, giúp bà thuận lợi trong quản lý khoản lương hưu của mình đây thì tôi chưa vào tài khoản của Agribank của Ngân hàng Diệu Sơn nên tôi cũng thấy hơi bị vất vả lúc đi lại lấy trong cứ trăm thời gian đi lấy nên chờ tôi nhận được vào tài khoản thì tôi sẽ rất yên tâm nên không phải đi lại. Tại các điểm chi trả lương hưu trợ cấp xã hội hàng tháng. Bảo hiểm xã hội huyện Triệu Sơn đã cùng với cấp ủy chính quyền các địa phương bố trí cán bộ hỗ trợ người dân, các đơn vị viễn thông hướng dẫn nhân dân cài đặt chữ ký số. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngân hàng, bưu điện hướng dẫn mở tài khoản ATM. Huyện Triệu Sơn phấn đấu đến hết năm 2024 có 39% số người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội được chi trả qua tài khoản. Khi mà thực hiện nhận tiền không dùng tiền mặt tại các điểm bưu văn hóa xã thì đem lại cho người dân thứ nhất là người dân không phải đi lại. tiết kiệm được thời gian và chi phí cũng như là đảm bảo là các đối tượng nhận được đúng đủ số tiền mà đã được chi trong danh sách hàng tháng. Đến tháng 6 năm 2024, Thanh Hóa đã chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật thông tin trên phần mềm hệ thống thông tin dữ liệu trên 192.000 đối tượng bảo trợ xã hội đạt tỷ lệ 100%. Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội trên toàn tỉnh trên 330.000 hồ sơ người có công đạt 100% được số hóa phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin và giải quyết các chế độ chính sách ưu đãi người có công được thuận tiện, dễ dàng. Bản tin số và công nghệ xin tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.